Cầu thủ Xuân Trường xác nhận lên chức bố, Hà Đức Chinh bình luận gây ngỡ ngàng. Xuân Trường chính thức thông báo mình và vợ chưa cưới Nhuệ Giang sắp lên chức khiến mọi người rần rần và chúc mừng. Mới đây, cầu thủ Lương Xuân Trường bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài kể về một năm 2021 đầy cảm xúc với cầu thủ này. Trường Hiếp mở đầu với lời chào người hâm mộ, tản mạn 2021. Nam cầu thủ nổi tiếng viết: "Xin chào các bạn, lại là mình đây. Những ngày đầu năm mới của mọi người như thế nào rồi? Thật ra giờ này mới viết tản mạn có lẽ hơi kỳ, cũng gần hết tháng giêng rồi còn đâu. Nhưng vì trong Tết mình hơi bận một chút nên bây giờ mới có thể ngồi lại để nghĩ về những gì xảy ra trong năm cũ. Hơi muộn nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để mình được bầu bạn cùng mọi người nhỉ." Xuân Trường đã chia sẻ hàng loạt những cột mốc lớn trong đời của anh như đính hôn với bạn gái, mở trung tâm hồi phục chấn thương IRC. Bên cạnh đó còn là những khó khăn và thử thách trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, hay cả việc anh mất ví ở Melbourne khi sang Australia thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Xuân Trường cho biết anh hy vọng trên con đường trưởng thành của mình, anh có thể sắp xếp và làm chủ thời gian để cân bằng được giữa công việc, sở thích cá nhân và việc chăm sóc gia đình. Đặc biệt, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất là việc cầu thủ 26 tuổi công bố mình sắp lên chức bố. Một cột mốc nữa mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người. Và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đã được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần, gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới. Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy. Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ? Chia sẻ với mọi người là mình lúc nào cũng không giấu nỗi niềm hạnh phúc và sự xúc động mỗi khi nhìn thấy Daisy qua màn hình siêu âm. Chỉ mong con lớn khỏe mạnh, mọi thứ cứ để bố mẹ lo. Ngoài ra, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng bày tỏ tình yêu với đội bóng phố núi sau một mùa giải 2021 đầy thăng hoa, nhưng kết thúc không kém phần hụt hẫng. Tiền vệ sinh năm 1995 thừa nhận mỗi khi được thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, anh đều ngấu nghiến tận hưởng từng phút giây. Nói một chút về gia đình thứ hai của mình, Hoàng Anh Gia Lai, mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được chơi bóng ở đây, trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng. Nhưng chỉ cần ra sân và được hòa mình vào các buổi tập cùng những người đồng đội thân thiết là mình ngay lập tức rơi vào trạng thái cao nhất của sự tập trung. Mình hiểu rằng bản thân chỉ có thể đạt được điều này nếu như được làm những gì mình đam mê bên cạnh những người có cùng nhiệt huyết và sự hiểu nhau. Mình thật sự cảm thấy may mắn khi được chơi bóng tại đây. Không biết trước tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng mình chỉ biết rằng ngày nào còn được thi đấu cho đội bóng này, được chơi bóng bên cạnh những người đồng đội này, thì đó sẽ là những ngày mà mình tận hưởng nó một cách ngấu nghiến mà thôi. Cuối cùng, mình xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có thêm thật nhiều niềm vui và những ngày hạnh phúc. Hãy biến cuộc đời mình thành những vở kịch ứng tác thú vị nhất, bởi lúc đó chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ điều gì có thể xảy đến với mình nữa. Xuân Trường khép lại. Ở phần bình luận, bạn bè, người thân và dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận chúc mừng cặp đôi trẻ. Riêng hội đồng đội ở đội tuyển Việt Nam như Tấn Trường, Minh Vương, Đức Chinh thì vẫn như mọi khi nhanh nhẩu bay vào cà khịa chuyện Xuân Trường viết dài quá. Được biết, Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 sau 5 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 năm 2021. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh nên đến hiện tại, vợ chồng Xuân Trường vẫn chưa chính thức làm đám cưới.